Gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã trở lại với chương trình Sao Học Vi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Dòng Du ơi, dạ anh áp lực quá. Ê, sao anh vô những cái nghề khó mà nặng nhọc, sử dụng cơ bắp rồi sử dụng sự tỉ mỉ đồ này nọ, tại sao không có một cái nghề nào mà có thể sử dụng về âm nhạc đi, biết đâu là may mắn. Thôi đợt trước em xui lắm, đợt này để anh lấy cho. Ok. Âm nhạc ơi, nhạc sĩ, ca sĩ. Nhạc sĩ, ca sĩ. Một, hai, ba. Họa sĩ. Trời, không phải ca sĩ, nhạc sĩ mà lại là họa sĩ. Nhưng vẫn ok mà anh. Đúng, vẫn là một trong những ngành nghề mang tiêu chí sáng tạo. Thôi, phải đi gặp người hướng dẫn thôi. Ok, thôi. Ôi, em xin chào anh. Hello anh Vũ. Em hello. Là Dông Chu. Dông Chu. Đúng rồi. Dông Chu, bạn này đến từ Hàn Quốc. Ô đẹp trai quá, ở ngoài đẹp trai hơn. Anh cũng nha. Vậy. Anh cũng vậy phải không? Bọn anh đến từ chương trình Sao Học Việt. Thì hôm nay chương trình có cho anh một cái thử thách. Em ơi, cái thử thách chấn động. Với một cái đôi tay nảy chuối như là chương trình muốn anh với Dông Chu làm họa sĩ. Cho nên ngày hôm nay phải gặp Việt Mỹ, Việt Mỹ giúp anh với Dông Chu có được kiến thức, ít nhất là vẽ được bức tranh đồ để ra vẽ với lại mọi người. Giúp đỡ anh nha, cho anh vượt qua được cái thử thách của chương trình nha. Ok, cái gì chưa tới Việt Mỹ thì ai cũng là họa sĩ hết. Yên tâm. Anh Việt Mỹ, anh có thể giới thiệu tất cả các khán giả xem đài một chút xíu về bản thân mình được không ạ? Xin chào các khán giả đang xem đài. Mình là Việt Mỹ, đến từ Đà Nẵng và hiện tại đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái công việc của mình là vẽ tranh và hoạt động trên các mạng xã hội. Mình có thể giới thiệu sơ về cái chỗ này với những cái đồ dùng để cho Vũ với Dông Chu được không? Giới thiệu tranh đi ha. Đúng vậy. Ok, giới thiệu bức tranh hơi kỳ công một tí. Bức này hoàn thành cũng chắc hơn một tuần mới xong. Một tuần. Thôi anh Vũ đứng xa xa tí, nhìn xa xa nhìn tí. Đúng góc nha, nhìn phải đúng cái góc. Rồi. Đó. Nhìn ở đây. Sao thấy cái dáng bạn cũng quen. Ủa? Ủa Ti Ti phải không? Ti Ti qua đây, đúng không? Qua đây coi. Trời ơi, có thay rõ nè. Đó. Ok không? Mà đặc biệt là một cái mặt bên này là bằng chữ ký. Trời, trời ơi. Ồ. Trời. Đây hả? Anh Bo. Ôi, vẽ bằng chỉ. Đúng rồi. Cái này là không phải là vẽ anh. Đúng rồi, đang chỉ với nhau. Đây, đây là không phải chỉ nha, đây là chỉ. Đó, sao chỉ đang từ đây này, góc này qua góc kia. Sao mà làm được ta? Cái này mất bao nhiêu thời gian anh? Cái này hả? Chắc hơn một ngày à. Hơn một ngày thôi à? Đúng rồi. Ủa? Đố chị ơi. Đố Dông Chu biết đây là ai. Chị Fuka. Đúng rồi. Trời ơi. Cái này là cũng là chữ ký luôn. Đúng rồi, trên chữ ký. Tập này mà vừa phát sóng á, là thứ nhất là Buka sẽ chia sẻ cái tập này cho Sao Học Việt nè. Thứ hai, Buka sẽ liên hệ với Việt Mỹ ha. Trước khi học thì Việt Mỹ sẽ hướng dẫn cho anh Vũ với Dông Chu là qua các bước để mình có thể vẽ được một bức tranh. Hiện tại thì học cái này thì nó cũng mất cũng khá là nhiều thời gian, nhưng mà hôm nay mình kiểu mình tóm gọn lại thôi. Cái gì mình đơn giản mình học trước. Bước đầu tiên mình sẽ làm về cái thao tác là đánh chì. Đánh chì. Đúng rồi, mình đánh chì để cho mình kiểm soát được cái độ sáng tối, độ đậm nhạt. Rồi bữa sau khi nào mình áp dụng vào mình vẽ tranh nó sẽ rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi đi ha. Mình đứng mọi chân rồi. Yeah. Yeah. Bây giờ cái bước đầu tiên
mình cầm cái bút sao thoải mái nhất. À, mình sẽ chia kiểu phân đoạn ba phần đi. Ba phần nhẹ nhẹ thôi nha. Bằng nhau. Đúng rồi, bằng nhau. Được không? Rồi. Đúng quá trời. Cái này nhẹ nhẹ tay thôi. Dạ rồi. Ok chưa? Dạ. Cái này là phải đậm nha. Ừ, phải nhạt nhạt như thế nhạc này nhạc nè. Nhạt thôi. Chiu ghê là gì á? Tiếng Việt là gì ta? Gom hả? Gom. Tẩy. Được chê à? Rồi mình cầm cái bút chì thoải mái nhất nha. Dạ. Mình sẽ đi một cái nét từ đây sang đây. Đi một nét từ đây nét sang đây. Nét nhưng mà dạng nét gạch đấy. Nét gạch xéo. Đúng rồi. Dạ rồi. Bắt đầu nha. Cầm nhẹ nhẹ nhất. Mình cầm cái tay nè. Cái tay cỡ này nè. Đó. Sẽ thoải mái nhất. Ok. Rồi bắt đầu. Nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ nhất. Đó. Mình nhẹ để kiểm soát khối trước đã. Qua cái này cũng được à? Đúng rồi. Mình đi hai phần nha. Dạ. Đó, tới đây thôi. Dạ. Tại sao mình đi có hai ngăn tủ rồi còn ngăn mình không đi thầy? Cái ngăn này do cái vùng này vùng sáng. Bây giờ mình đi nó sẽ bị lấp vào cái lớp sáng, nó sẽ không có đều. À, vậy là mình chồng lớp thêm. Chưa? Yeah. Từ từ em đang cố gắng hết sức đi cho nó đều màu. Bên này có vẻ ok hơn đó nha anh Vũ. Ủa, bên này bị ấy hả? Bên này có vẻ tuy hồi nãy hơi đậm đậm nhưng mà bây giờ vẫn kiểm soát được nên làm nhạt. Dạ. Anh Vũ làm hơi đậm. Yên tâm đi. Mình đánh 2-3 lần là mình quen rồi. Cho cái đầu tiên mình chưa quen đấy. Dạ. Yeah. Được chưa? Dạ yeah, rồi. Ổn định chưa? Rồi yeah. Lớp thứ hai nè. Lớp thứ hai mình chồng thêm một lớp từ đây sang cái lớp ở giữa. Dạ rồi. Hiểu không? Mà cũng một lớp giống như thế này mà nó chồng lên nó tự động nó sẽ đậm hơn. Dạ. Yeah. À. Đó. Thấy chưa? Dạ được rồi ạ. Ok tạm ổn rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ đi một lớp từ đây sang đây luôn. Lớp thứ ba luôn. Lớp thứ ba để mình chồng, để mình tán cho nó hòa lại với nhau. Dạ không rồi. Không bị cắt khúc. Được không? Rồi bắt đầu. Mình đánh ra cái ngoặc này luôn. Dạ. Đó, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhất có thể. Điểm nào mà gần cái vùng trắng là sẽ nhẹ nhất có thể. Dạ. Đó. Đánh mình quá trời nè. Anh biết sao không? Bố mẹ của em tốt nghiệp đại học á. À, tốt nghiệp đại học. Ừ, đại học vẽ. Kiến trúc. Dạ. Kiến trúc hay dạ, là designer á. À, nên là gia đình của em tất cả vẽ được. Wow. Nhưng mà em không vẽ được. Rồi, bài này mình học nhanh thôi ha. Để xem bài của anh Vũ đi ha. Tình hình á là nói chung là qua đây điểm này nó sẽ thiếu nó thiếu đậm một tí. Dạ. Đó, cho mình chuyển ra. Thầy để vô một cái nó mịn liền. Đó. Còn đây là chuyển ra ngoài này nó sáng. Vùng này hiện tại nó đang bị tối hơn, nó tối bằng với vùng này nè. Nên mình đẩy cái vùng này nó tối hơn phải tí. Đậm hơn chút. Đúng rồi. Trời. Tình hình là vậy đó. Nó hài hòa liền. Được nha. Được chứ không muốn sửa luôn vậy đó. Nó dưa chị hết rồi. Được đó. Chỉ có một cái điểm này được thôi. Đây cái điểm này nó cần phải nhạt hơn tí nữa là đây bút chì này. Đó tới đây nè. Ok thế à. Nó sẽ nhạt hơn một lớp bên này nữa. Dạ. Bây giờ mình đã đánh xong chuyển khối đúng không? Bây giờ mình làm một cái vật áp dụng luôn. Áp dụng một cái vật gì đó đi cho mọi người có thể thực hành luôn. Dạ. Xem kỹ năng của mọi người như thế nào ha. Rồi, làm một hình tròn khối đi. Hình tròn. Khối hình tròn. Nhưng mà ý là phải đúng khối. Vì mình sẽ hướng dẫn cho anh Vũ với Dung Chu cái câu đoạn thứ hai đó là về sáng tối nữa. Dạ rồi. Đó, về ánh sáng. Hướng ánh sáng. Hướng rồi. Sáng. Dạ. Đúng rồi. Kết hợp với chuyển gì nữa. Nó sẽ hình đây, cái hình đó. Sang cái này nè. Yeah. Mình làm bình thường mình vẽ hình tròn nó hơi méo đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình làm đi nè. Đó. Đó. Được không? Dạ. Rồi, anh Chu tự làm nha. Dạ. Yeah. Anh Vũ làm. Wow. Được nha. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Đã làm rồi. Quá giỏi. Đây hình tròn, mình sẽ chọn cái hướng này là hướng ánh sáng đi, hướng mặt trời đi. Ánh sáng. Dạ rồi. Được không? Mình sẽ vẽ một cái hướng cầu của ánh sáng nè.
đó, một nửa. Rồi, đó, qua đây nè. Em cho biết không? Đây. Đúng rồi, thử đi, nhẹ nhẹ nhàng nhạt thôi. Cái đường cong này mình sẽ phải cho nó cong sâu hơn tí nữa. Cong sâu hơn đây nè. Đó, mình gom cái phần này đi, bởi vì tí phần này nó sẽ không có tối như vậy. Đó, dạ, mình gom cái phần đó nha. Nghe được chưa? Được rồi. Rồi. Rồi, bây giờ cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo là như nào quên mất tiêu rồi. Bước tiếp theo là mình vẽ cái bóng. Đúng rồi. Ủa sao? Sao hay, sao biết hay vậy? Đúng mà. Ừ, đúng rồi. Bóng đổ xuống thì nó sẽ tạo ra được cái hình ellipse. Cái hình dẹp ở dưới này. Cái hình ellipse kiểu ngang thôi nè. Đó, ví dụ mình đây cái đường đường đất đi. Đường mặt bàn. Đường mặt bàn đi. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường nhỏ đây. Cái đường này mình sẽ chia ra là đây là cái đường phản quang nè. Đây là đường trung gian nè. Đây là đường ánh sáng, là, đường sáng chiếu. Là đậm nhất. Ừ, đây là không. Cái hướng cái đây này nó không phải là đậm nhất. Đậm nhất nó nằm chỗ này. Nên mình vẽ một cái đường trước ở đây. Đây là hướng đậm nhất. Cái lớp này là lớp phản quang thôi. Phản quang. Phản quang nghĩa là một cái ánh sáng chiếu vô nó chiếu lại. À. Nó hất lại. Dạ dạ. Đây là vùng sáng, đây là vùng trung gian. Mình đánh từ trung gian qua tới cái vùng phản quang luôn. Rồi, ok. Xong. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đánh cái lớp mà lớp tối nhất. Yeah. Rồi. Nhưng mà mình sẽ không có đánh tối liền, bởi vì mình đánh liền tối liền nó sẽ mình không kiểm soát được khối. Rồi. Không, mình đánh lớp tối nhất là ngay cái lớp này nè, đó, cái đường rồi. Này, ngay đường này, ví dụ là đây thì. Ok. Dạ yeah, rồi. Nhưng mà mình sẽ đánh nhẹ từ từ mình chồng nhiều lớp với nhau. Rồi. Bí quyết là chồng nhiều lớp. Đúng rồi, chứ mình không có đánh liền một lớp, nó sẽ bị không kiểm soát được khối, nó có chỗ đậm chỗ nhạt. Vậy là những cái này là những cái kinh nghiệm mà Việt Mỹ đã học rất là nhiều, đúc kết lại đúng không ạ? Cái này là kinh nghiệm ngày xưa đấy. Ngày xưa mình bắt đầu vẽ mình cũng lên mạng nghiên cứu những cái này đó. Vậy là cái này, những cái này Việt Mỹ tự học không? Đúng à? Rồi, tự học không. Thấy đó, lớp này chưa? Lớp đậm nhất đấy. Rồi ạ. Đó, rồi mình chuyển, rồi mình chồng lại với nhau. À. Chồng tới lớp phản quang luôn. Tạm thời ổn rồi ha. Dạ. Rồi, một cái bước tiếp theo á, mình sẽ đánh sử dụng tay đập nhạc để chuyển khối giống như bước cuối cùng mình vẽ ra khúc đúng không ạ? Đó, từ mình đánh đây nè. Mình đánh từ trong đây. Mình có thể xoay, mình có thể linh hoạt, đúng không? Mình có thể linh hoạt, mình xoay, mình đánh thế nào mình cho thoải mái nhất. Yeah. Ví dụ mình đánh từ đây nè, hồi nãy mình đánh dọc dọc đúng không? Bây giờ mình đánh ngang. Ồ, được à. Được. Thả lỏng cái bút chì ra. Giờ thả lỏng mình. Đó rồi, đúng rồi. Thả lỏng mà. Đúng rồi đấy. Rồi, mình chuyển nè. Từng lớp nha. Méo thôi nhưng mà không sao. Dạ. Nói chung là dạng là tốt rồi. Bên này thì 1-9-1-10 luôn. Hay quá, 1-9-1-10 là kiểu gần xem với nhau. Ủa, từ đây. Thật sự là Yeonju rất là có khiếu vẽ nha. Có khiếu nha. Bây giờ cái công đoạn vẽ đánh khối hình cầu xong rồi. Yeah. Mình sẽ sang một cái bước mới. Mình sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh đi ạ. Phong cảnh. Phong cảnh. Em muốn đi Đà Lạt hay Vũng Tàu hay đi đâu không? Đà Lạt. Đà Lạt cho mát. Em xin Nhã Trang. Nha Trang là biển á. Vậy thôi mình sẽ biển đi. Biển. Em chưa bao giờ đi. Ok. Dù chưa bận bộ đồ cũng rất là biển. Ok. Vậy thôi vẽ biển đi ha. Dạ. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ dùng màu để vẽ nha. Màu có thể pha theo cái cảm tính của mình cũng được, chứ không nhất thiết là mình phải màu cam hoàn toàn, hiểu không? Dạ. Của em nó hơi ngã về Mazone với tương ớt. Hợp lý. Đường này nè. Đó, mình quét nhẹ qua đây. Ồ. Hiểu không? Như vậy luôn. Đó, đúng rồi. Một tí mình sẽ chuyển màu sau. Bây giờ trước tiên mình sẽ vẽ một cái đoạn này đi. Sử dụng màu luôn. Cứ mạnh tay nha. Không sao. Cái vùng ở giữa này nè, mình làm cho nó sáng sáng hơn tí. Ha, đó, cái vùng mà trên một tí mình có thể sử dụng đỏ đỏ hơn tí ha. Mình cứ đồng màu đỏ nó nhiều cao hơn.
Rồi, vùng ở giữa mình sẽ sử dụng màu vàng ha. Vùng ở giữa mình tán đều đi. Dạ dạ. Nhúng ít vào nước đi để cho nó loãng ra. Dạ rồi, có một miếng nước nữa. Đúng rồi. Không, mình đừng cái tô nhẹ quá, mình tán mạnh ra hai bên luôn. Đó, đúng rồi. Đó, vậy cho nó mượt. Giống như mình đánh DJ hay gì đó, đánh dạ, đàn. Dạ, em hiểu rồi. Ví dụ mình sáng tạo thêm, mình có thể vẽ thuyền nè, hoặc núi, tùy thích ha. Rồi, căn bản rồi đó. Mình vẽ cái đường chân trời. Thì này nó cho nó qua tí. Sử dụng một trắng phân tí cam. Có thể sáng hơn cái màu này cũng được. Đi ngang qua lớp này, hiểu không? Đó. Hả? Dạ rồi, có mặt trời rồi. Ừ, được rồi. Đó, sáng tạo nè, thêm màu vàng nhiều nè. Rồi hai bức tranh của hai họa sĩ mới. Dạ. Để Việt Mỹ đánh giá đi ha, coi bức tranh của ai sẽ ok hơn, đúng kỹ thuật hơn. Đó, cái màu Mazzone tương ớt này ổn không? Dạ. Minh Vũ à, hồi nãy giờ mình học cái chuyển khối, mình áp dụng được cái này gì trong cái này? Dạ có, ở trên phần trên đây thì nó sẽ đậm hơn. Wow. Bắt đầu xuống đây nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Giống như cái phần khúc này ngay cái đường chân trời thì nó sẽ đậm hơn. Ở ngoài này thì nó sẽ tối hơn. Từ đây nó tối từ từ nó sáng lên. Hay ha. Dạ. Học nhanh ha. Dạ, áp dụng thì cố gắng nhớ ạ. Ok đó. Rồi bức tranh cũng mới bắt đầu nhưng mà vậy là quá tốt rồi. Dạ. Ok ha. Rồi, bước qua bức tranh của Dâm Châu. Dạ. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Dở quá ta. Đây bức tranh của họa sĩ mới, họa sĩ Hàn Quốc. Là cái vùng chuyển này rất là đánh giá cao trong chùa nha. Dạ. Và mặt trời nữa. Dạ. Mặt trời cũng rất là tròn và đẹp ha. Dạ. Có điều cái đường chân trời nó hơi méo một tí. Dạ. Ok rồi, hiện tại thì đánh giá bức tranh thì trong chùa chuyển sẽ đẹp hơn chùa hài hòa hơn. Hòa. Em đồng ý, tự em nhìn thì cũng thấy bức tranh của em nhưng mà không sao, nó có một cái điểm khác biệt rồi. Dạ. Vậy là quá tốt rồi ha. Ok ạ. Ok, cộng điểm cho Dâm Châu trong vòng này nha. Ok chưa? Cảm ơn ạ. Quá đẹp. Rồi sau cái công đoạn mình vẽ tranh bằng màu, vẽ không gắn biển, bây giờ mình sẽ tới một cái công đoạn tiếp theo để có thể xem ai sẽ là Làm họa sĩ chính thức được. Họa sĩ chính thức à? Đúng rồi. Cái vẽ khó trong cái lĩnh vực vẽ tranh đó là vẽ chân dung. Vẽ chân dung, vẽ khuôn mặt của mình ấy. Bây giờ để Nguyễn Đình Vũ với Dâm Châu học từ đầu tới cuối cái chân dung thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Việt Mỹ sẽ dạy thêm một cái cách gói gọn nhất, miễn sao mình vẽ nó ra giống với người đó là được. Nhưng mà giống bao nhiêu phần trăm thì tùy thuộc vào mình nha. Dạ đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục với công đoạn là vẽ tranh chân dung. Trước khi vẽ chân dung thì mình sẽ học một cái căn bản về chân dung trước đi. Để mình nắm căn bản trước ha. Là mình sẽ học phác thảo và chia tỷ lệ khuôn mặt. Đầu tiên, chân dung thì mình chia ra phần 4 phần. 4 phần từ trên xuống dưới. Còn bây giờ mình điểm một điểm nhẹ đây nè. Đây là đường tóc á. Cái này tóc này là tóc có tóc. Mà tóc là tóc không có tóc. Đúng rồi. Đây là đường trên cùng luôn ấy. Dạ. Rồi mình chia ra. Rồi. Rồi tiếp tục mình chia đôi. Cái khoảng cách ở từ đây ra này, mình đo này. Rồi. Dạ. Mình đo cho nó dễ nè. Rồi, hai phần được chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, tiếp tục. Phần này mình chia đôi nữa. Mình chia đôi cái phần giữa này ra luôn. Cho hai phần này bằng nhau luôn, là ra 4 phần. Đây là đường chân trời. Đường chân trời. Đây chỉ đường chân tóc. Chân tóc. Còn đây là cái đường đỉnh đầu nè, đỉnh đầu mà không có tóc, ví dụ đầu trọc á. Dạ. Là mình chia đôi cái này ra luôn nè. À là cái khúc này là cái khúc mà cái tóc mình nó cao lên. Ừ. Dạ. Khúc này là khúc mà mình đầu trọc. Đây là cái góc mình chính diện nha.
cái đường thứ ba này á là cái đường trán của mình đó. Cái đường này là cái đường chân mày của mình. Đúng rồi. Rồi đường này là đường cái chân mũi của mình. Ở đây. Đây đúng rồi, chân mũi. Rồi cái này là cái cuối cùng là gì? Là cằm. Dạ là cằm. Cằm. Tiếp theo mình kẻ một cái đường ở giữa này đi. Đây là đường gì? Cái đường ngay cái chỗ chân mày. Đường chân mày ha. 1/4 khoảng cách này mình kẻ một đường ở dưới cái đường chân mày nữa là cái đường chân mắt. Được chưa? Ổn không? Dạ. Ổn định không? Dạ. Rồi, tiếp theo từ cái chân mũi xuống cái cằm mình, xuống nhân trung xuống tới cằm. Chia đôi luôn. Dạ, câu đó chia đôi luôn. Chia đôi biết đường gì không? Là đường môi, cái miệng của mình ha. Được không? Dạ. Bây giờ mình sẽ vẽ con mắt trước đi ha. Con mắt mình lấy 2 điểm. Mình đo 2 điểm này. Mỗi người sẽ có một cái tỷ lệ con mắt khác nhau. Dạ. Cái đường 2 con mắt của mình nó bằng cái đường ở giữa. Tức là con mắt mình đây thì khúc này nó sẽ bằng. Đúng rồi, mình sẽ chia cái này ra luôn. Dạ. Ví dụ đây, chia ở đây. Rồi ok. Nhắm 3 cái đường này bằng nhau ha. Dạ rồi. Tương đối thôi nha. Mình vẽ con mắt trước. Dạ. Ok, mình lấy thả lỏng cái cây bút chì ra đi ha. Cái tỷ lệ nó không chính xác nó hoàn toàn. Yeah. Nói chung tương đối gần một nửa từ cái chân mắt tới cái chân mày. Ha. Một nửa, mình kẻ một đường đi. Anh ơi, em cho em hỏi là bình thường vẽ chị đứng này hả? Này, quá xa. Xa mình vẽ mình nhìn không thấy. Mình đứng không được thì đứng thì nói chuyện dễ hơn, còn mình không mình ngồi cũng được. Dạ dạ, vậy ngồi thôi được. Em ngồi theo ý thầy vậy. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Tiếp ha. Dạ mời xin ngồi. Dạ. Rồi, bắt đầu. Lấy từ điểm này mình sẽ nối qua đây đó, rồi mình xuống cái điểm lúc nãy. Dạ rồi. Rồi mình bọc lên lại. Dạ rồi. Cái này mình làm nhẹ nhẹ thôi, mình cong nhẹ lên đây nè, không được chưa? Rồi. Bên còn lại, bên kia còn lại tương tự. Dạ rồi. Rồi vẽ thêm cái mí mắt nữa. Mí mắt nè, mình lấy từ cái đuôi mí mắt nó sẽ cao. Dạ. Nó sẽ dài hơn cái đuôi mắt tí. Dạ. Ở mí mắt sẽ dài hơn đuôi mắt một chút. Mình đồ cong là mình cong tới đây nè, đi theo cái hướng của cái khoe mắt luôn. Dạ rồi. Dạ. Đó. Dạ cái này em vẽ sẽ không đẹp lắm tại vì mắt em bụp không có mí. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Đúng rồi. Rồi mình sẽ vẽ với vòng tròn nè. Cái vòng tròn, cái từ cái này bị mắt che rồi nên mình vẽ kiểu 3/4 cái vòng tròn. 3/4 ha. Đây nè, đó. Dạ rồi, em xong cái vòng tròn rồi thầy. Mình sẽ chia một cái vòng tròn nhỏ nữa, con người bên trong. Có một cái vòng tròn nhỏ bên trong nữa. Dạ. Ví dụ cái đường ánh sáng hướng nào thì cái điểm sáng nó sẽ nằm ở đó. Mình sẽ chia, ví dụ ánh sáng hướng này đi. Mình sẽ có một cái điểm sáng ở đây nè. Dạ. Yeah. Mình sẽ kẹt một cái ô vuông đây nè. Thêm ô vuông là điểm sáng nha. Điểm này điểm màu trắng nha. Dạ. Đúng không? Dạ rồi. Căn bản đi. Còn mình tiến vào kỹ thuật thành tô sau đi. Mỗi người sẽ có một cái chân mày khác nhau. Mình có thể chân mày thì nó thuộc vào trong một tí. Đó. Rồi ra phía ngoài này. Phía ngoài này nó sẽ dài hơn mắt. Cái đuôi mắt một tí. À. Đó. Rồi vẽ tương đối thì mình vẽ cái khung bước đi. Nó sẽ dài hơn một chút. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, tiếp tục. Đây, khoe mắt. Xuống, chạy xuống. Đúng rồi. Không bằng cái đường này nè. Đó. Phải bằng cái đường khoe mắt này thấy không? Dạ, dạ. Được không? Dạ, được. Rồi, cái đầu mũi nè. Mình gạch một đường nè. Gạch đầu mũi một đường. Đó, mình vẽ một cái đường cong nhẹ nè. Đường cong nhẹ nè. Giống như chữ xe vậy đó. Dạ. Không? Tại sao mũi của em to quá trời? Sao hết trời, mũi tẹt hả? Mình cho lên cong nè, cái mình xuống nè, tí nè không? Đó, ví dụ vậy. Đó, cong lên xuống tí nè. Đó. Cái môi trên của mình á, nó sẽ bình thường nó sẽ mỏng hơn cái môi dưới. Dạ. À, nên mình làm cái môi dưới này nó dài hơn tí nè. Thấy cái môi thì... Chứ nghĩ là ở đây đúng không mày? Sao đó? Mình cứ nắm thông tin cơ bản là được rồi. Nhưng mà nếu như vừa... như vừa hả? Hình như như vậy được rồi đó. Không sao, từ từ nó ra.
Rồi cái phần thái dương là bằng nửa con mắt ha. Ước lượng thôi nha, mình ước lượng đi. Đó. Được rồi. Nửa con mắt nha. Rồi mình kéo đường thẳng đi. Để đường thẳng căn bản đi ha. Rồi mình vẽ cái tai nè, cái tai từ cái chân mũi nè ra đây. Rồi từ cái đuôi chân mày. Đuôi chân mày ra đây. sao cái môi lại nó lại chẳng có môi. Ôi cái môi nè. Dương chung đâu? Dương chung đâu? Cái môi của Dương chung dính vô cái môi luôn rồi. Anh ơi, lần đầu tiên em mà làm rất tệ. Nhưng mà anh hướng dẫn nó nói là tại tự nhiên nó nói là miệng không. Không sao, điểm nhấn. Rồi vẽ tay. Anh ơi. Cái tay đây là chân mày nè. Đây chân mày. Rồi hai điểm. Hay là em vẽ lại ta. Em vẽ lại anh ta. Không, mình học với Thảo miễn sao mình nắm được cơ bản là được ha. Cái cầm đây nè, mình bo một đường lên cái cầm nè. Ủa? Không sao. Dương Chu đừng có. Ủa sao cứ Dương Chu không giống mặt của anh vậy? Hai anh em xin lỗi. Rồi, mới hiểu rồi. Nhưng mà của anh đó rất là đẹp à. Rồi, rồi mình nối cái trán nè. Dạ. Đường cong nè. Đây là trán không có tóc nè. Đây là trán có tóc nè. Đó. Dựng tóc lên. U. Đó, được chưa? Rồi, cái cổ từ cái đuôi mắt xuống nè. Là cái cổ nè, đuôi mắt xuống nè. Đây, cổ nè. Mình vẽ thêm cổ áo gì đó. Trời hay quá, ai cũng không phải tóc của anh là như vậy. Nắm không phải, tại vì tóc như vậy để đỡ lại cho những gương mặt mà bị tròn quá thì tóc phải cao lên. Để cái học cái này rất là lâu nên mọi người phải nắm rất là nhiều về kỹ thuật. Dạ. Học là phải từng chi tiết tí một, đường đo nó phải chuẩn chỉ. Hồi nãy giờ mình đo bằng bút không à, đáng lý mình đo thước luôn cho nó chính xác ha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ tới một công đoạn vẽ tranh đi. Có một cách để cho Nguyễn Đình Vũ và Dương Châu hoàn thành một bức tranh có thể chính xác nhất. Dạ. Ok không? Dạ. Dạ đồng ý. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Ok, mà vẽ ai đây ta? Để nghĩ coi. Vẽ ai mà có tóc ít nó dễ vẽ hơn. À. Vẽ Việt Mỹ được không? À. Được. Vẽ thầy luôn. Được không? Được. Dạ được. Đồng ý không? Em đồng ý nha. Okay. Chốt đơn nha. Dạ. Dạ Mỹ. Ok. Ví dụ mình vẽ cái hình này á, mình sẽ dựa vào cái ô của nó. Cái ô của mẫu phải không? Bây giờ mình đếm từ đây nè, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mà trong cái điểm 4 này sẽ có một cái đường. Dạ. Nó giống với hình này nè. Được không? Dạ rồi. Được chưa? Ở dưới cái 4 này là chữ B á, cái hàng B á. Sẽ B4 nè. Rồi, em hiểu rồi. Sẽ có một cái đường này. Dạ. Hiểu không? Dạ em hiểu. Hiểu chưa? Rồi cho tầm 10 phút để phát thảo này nha. 10 phút hả? 15 đi thầy, nhà 10 phút thì hơi ít quá. Ok, 15 phút để mình làm hoàn thiện được cái khuôn mặt về chi tiết. Tí việc mình sẽ hướng dẫn sau. Dạ. Rồi, vậy rồi. Bắt đầu. Đây là một cái kỹ thuật dành cho những cái bạn kiểu mới học vẽ để học chơi thôi. Ai học chuyên sâu thì phải học về cái tỷ lệ khuôn mặt ha. Dạ. Ok, rồi. Cho mỗi người 15 phút nha. Bây giờ Việt Mỹ sẽ đi ra ngoài. Tí Việt Mỹ sẽ quay lại xem thành quả của mỗi người nó như thế nào á. Dạ rồi, okay. Dạ rồi. Cố gắng lên. Cố gắng. Phải tiên. Em sẽ vẽ thầy thiệt đẹp, thầy yên tâm ạ. Yên tâm ạ. Trời ơi. Dương Chu khó không Dương Chu? Chứ anh thấy là nó tèo tèo rồi đó. Khó quá. Chính là còn có miếng này nè. Cái này á, thông minh mới làm được. 4F. 4F là chân mày. Chân mày tuốt dưới đây vậy. Bây giờ nhanh như vậy á. 4F rồi sao là chân mày tuốt như đây ta? A, B, C. Ô, cái đó phải F. A, B, C, D, E, F. A, B, C. À, F dưới đây. Dương Chu khó không Dương Chu? Khó quá trời anh ơi. Anh đang cố gắng hết sức đây nè. Ồ, anh bắt đầu làm tóc à? Đúng rồi, anh mê tóc cho nên anh sẽ làm tóc trước. Và tóc thầy rất đẹp. Em bắt đầu mắt á. Em bắt đầu từ mắt hả? Em mắt trước nhưng mà mắt khó quá trời. Cố gắng lên Vũ ơi. Rồi, coi như là xong phần mái tóc của thầy nè. Tóc thầy quăng quăng đẹp. Anh ơi, anh sẽ vẽ lông mi không?
chứ anh vẽ luôn á. Ờ, đúng rồi, bài vẽ 5, 6 7 ở đây. Anh có cảm giác anh sẽ dễ thầy đẹp trai lắm á. Ờ, thầy góc mặt như thì hơi bầu. Rồi sau đó đây đi thẳng lên. Rồi bầu lên tới phía rìa rìa, bầu lên tới phía rìa rìa, bầu lên tới phía rìa rìa, xong rồi nối cái lỗ tai vô. Khô quá trời. Chân chui tới đâu rồi? Anh sắp xong rồi nè. Ủa? Anh tại sao anh sắp xong được? Y nè, vẽ cái môi chỗ này. Thầy có một cái nụt ruồi nhỏ nhỏ ở đây, mình phải chấm cho thầy thôi. Mình phải kỹ lưỡng đúng không? Những cái nét nhỏ nhất thầy có một cái mũi ở đây thì mình cũng phải chấm với nó cho thầy. Đó. Tấm hình này không có photoshop, ngay cạnh má bên đây của thầy cũng có một cái chấm nhỏ. Mình chấm cho thầy luôn. Rồi, bây giờ mình vẽ cái mũi nè. Em vẽ ra em mọi người ơi, em không có vẽ ra thầy. Em vẽ ra cái mặt của em mọi người ơi, sao vậy? Sao em vẽ ra cái mặt của em, trời cái tóc rớt đi nữa trời. Phải mặt anh không Dân Du? Ủa? Vậy là anh thầy hoàn toàn khác nhau mà khi vô cái tay của anh vẽ nè. Nhưng mà sao anh làm như vậy? Để cho giống thầy hơn tôi quyết định. Ôi. Tới đâu rồi? Dạ. Mới phát thảo thôi mà chưa gì đã vẽ luôn rồi hả? Dạ. Tương đối rồi ha. Sao giấu ạ? À? Sao vẽ tới đây rồi đoạn này đâu? Đoạn này nữa nè. Đoạn cổ nữa nè, cầm nè. Thiếu thời gian. Ờ, thiếu thời gian hả? Dạ. Nói chung là căn bản là cũng tạm ổn rồi ha. Dạ. Rồi để bây giờ Việt My sẽ kiểm tra bài của anh Vũ về cái phần phát thảo. Dạ. Về phần vẽ phần khung nữa ha. Dạ. Ví dụ cái chân mày này nè. Dạ. Chân mày ở điểm từ E xuống F đúng không? Dạ đúng đây rồi nè. Còn mình thiếu ở đây nè. Dạ. Đúng không? Cái đuôi này hơi dài nè. Dạ em thêm miếng cho thầy đẹp. Ồ. Dạ. Đẹp hơn miếng rồi đó. Dạ. Thì phần con mắt nè. Con mắt này nó bị cong xuống quá. Dạ. Giống như đang nhìn xuống hiểu không? Dạ. Bởi vì nó thiếu cái độ cong lên trên nè. Dạ. Đó. Cái đường của cái trọng đen á. Dạ. Ngay cái mí này nè. À. Thấy không? Thấy chưa? Ồ. Nè cái đường này nó, cái mí mắt nó nằm dưới nè, cái này đang bị nằm trên nè. Dạ. À, cái đuôi mắt nè. Dạ. Nó phải chi tiết như vậy luôn. Không. Dạ. Nó phải chuẩn mới giống được. Mà chỉ cần nó lệch nó dễ bị ra người khác. Dạ. Ừ, dạ. Không? Hay gì nãy em vẽ nó bị ra em luôn á thầy. Dạ. Dạ. Đó. Giờ tương đối thôi nha. Dạ. Cái mũi này là hơi bị nhỏ. Dạ. Bị teo. Mũi này thấy không? Nhắm cái đường này nè. Ngay cái đường này. Oh. Góc này thấy không? Nhắm dạ. Phải ngay cái đường này. Nhìn xuống đây. Mấy thầy ra tay mới được thiệt á. Cái miệng về cái phần cái mép miệng nè. Đó, cái mép này. Nó nằm. Cái này đang bị nằm dưới này, dưới ô này thấy không? Ồ. Oh. Trời ơi. Trời cô này nè. Quên mất là nó phải nằm trên cao một xíu. Nó phải nằm trên cao một tí. Dạ. Chưa? Rồi. Ô đẹp quá à. Ôi, đúng là một bức tranh vũ mỹ. Đó là sự kết hợp của Nguyễn Đình Vũ và thầy Việt Mỹ, gọi là vũ mỹ. Dạ. Cái này nó thì cái này nó đang bị chéo quá. Xuống đây nè, giống như đây mà xuống đây nè, thấy không? Dạ hồi nãy em có vẽ ở ngoài á, đúng còn, rồi đó. Còn cái dấu gươm của em đó mà em sao lại gươm? Dạ em nghĩ là thầy muốn vẽ lai hơn. À thì là xuống ha. Dạ. Dạ rồi. Căn bản là cái mặt như vậy. Còn dạ rồi. Ok, bây giờ sẽ chỉnh phần của Jeonju ha. Nhà cũng sửa lại con mắt. Con mắt hơi bị bự quá. Không, mắt phải nhỏ hơn tí. Anh vẽ thì bị mắt nhỏ, Jeonju vẽ thì bị mắt to. Hai cộng lại chia đôi ra bóc lên mắt của Việt Mỹ. Dạ. Đó được không? Dạ. Mắt này thì bự hơn nữa. Mắt này là trẻ tóc. Mắt này nó hơi bị ra ngoài một tí nè. Tới đây thôi. Không. Khó vẽ mũi à? Khó vẽ mũi hả? Dạ, rất khó. Đây nè. Dạ. Đó mình cứ áp dụng thì cái tỷ lệ vàng lúc nãy nó không có được mũi xuống này. Không, được mũi xuống này. Dạ. Được chưa? Cái miệng này đang nằm ở cũng ở dưới quá. Wow. Ý chân luôn. Bây giờ mình sẽ tới cái con đoạn mình tổ khối đi. Dạ. Ok. Bây giờ nè. Cái trồng đèn á, ví dụ hướng ánh sáng hướng nào?
hướng bên này ngoài đúng không? Dạ. Tức là mình vẽ là mình phải chừa một cái vùng nó sáng một tí, bởi vì đây điểm sáng ha. Tô giữa nè. Dạ. Rồi ở ngoài mình tô nhẹ nhẹ ra. Ra. Cái viền mắt mình tô đậm đậm hơn tí. Khó quá. Bây giờ con mắt có hồn liền. Rồi tiếp tục con mắt thứ hai là dạ. Trang vậy. Dạ rồi. Mình cứ chừa, mình chừa cái điểm trắng ra. Điểm trắng bởi vì bút chì này vẽ lên gom nó không có được trắng. Dạ. Mình vẽ mình áp dụng mình chừa luôn cái điểm trắng đó luôn. Dạ, yeah, dạ rồi. Ok không? Dạ, dạ rồi. Rồi. Ok, tương đối thôi. Dạ. Chưa vẽ đẹp quá, việc bị mất nghề mất. Bị mất nghề quá. Ok, rồi tới cái mũi đi ha. Dạ. Yeah. Cái lỗ cho nó có kiểu giống như cái hạt chanh á, nó sẽ bò vô đây. Ok. Ủa. Ra rồi đúng không? Được nè. Ừ, tương đối rồi đó. Tới cái lúc mình tô khối cái mũi đi ha. Dạ. Mình áp dụng cái hồi nãy mình chuyển khối á. Dạ. Không? Mình đây là cái điểm tối nhất thì mình chuyển ra ngoài nè. Dạ. Chuyển lên trên nè. Chuyển lên trên nhưng mà chuyển nhẹ thôi nha. Dạ rồi. Đừng có cái bị lấp cái đường sống mũi của mình. Dạ. Rồi cái đường này cái đường cái này gọi là mắt bị bụp. Mắt bắt bụp cái này. Cái này là cái này á, cái này. Cái này gọi là cái bọng mắt, bọng mắt hả? Bọng mắt đúng rồi, bọng mắt. À. Ai mà thức khuya nhiều cái này chỗ này đen đen một tí nha. Nó có nhiều lắm. Cái này em nhiều lắm. Rồi tới cái miệng. Này khóe miệng này cho nó tối tối một tí cho nó có cười cười tí ha. Rồi miệng mình tô qua một lớp luôn. Tô đều qua trước một lớp. Ừ. Tô đều trước một lớp. Cái môi dưới tùy vào ánh sáng. Dạ. Ánh như sáng. Thấy thì cái môi dưới này sáng hơn cái môi trên. Tùy hướng nữa. Ví dụ có hướng nó sẽ môi trên nó sẽ che luôn môi dưới. À, à dạ. Nó sẽ có nhiều vùng nó sẽ tối hơn. Đây là cái gọi là cái duy trì. Dạ. Duy trì. Duy trì. Duy trì. Duy cái lớp chì lúc nãy ra á. Lúc nãy mình vẽ hết lớp chì thì nó hơi bị thô ha. Cái này là làm để cái lớp chì của mình nó mịn hơn. Ồ. Oh. À. Đó, màu dưới cũng vậy. Wow. Được chưa? Dạ. Đó. Ồ, cái này là bí quyết đúng không thầy? Cái này là đồ nghề. Dạ. Ủa không? Rồi. Rồi, thử làm đi. Dạ. Môi hơi bị cong nha, môi này màu sữa rồi. Dạ. Môi này nó bị cong quá. Được nè. Ồ, trời ơi. Đó, môi trên cũng hơi bị dày. Ok chưa? Dạ. Nhìn chung thì sao ạ? Ừ. Nhìn chung. Nhìn chung hả? Nhìn chung thì mình chia giống như cái vùng này này. Đó, mình chia xuống. Mình đánh nhẹ thôi. Ví dụ ánh sáng đổ qua đây. Dạ. Thì mình đánh đây này. Đánh hướng này nè. Nhẹ thôi, mình cầm cái chì nhẹ nhất có thể. Rồi tí mình sẽ chia cái vùng này. Vùng này sẽ tối hơn. À đúng rồi nè. Đúng không? Dạ, ở đây tối hơn. Rồi chúng nè. Này mình học chuyển màu lúc này đó. Ở đây đây là vùng sáng nè, rồi chuyển sang tối dần. Đây là phản quang nè. Dạ, giống như cái đường phản quang lúc nãy đấy. Đây là đường trung gian nè, đây là vùng tối nè. Dạ. Đó. Đây là cái điểm này là ánh sáng sẽ chiếu vào. Ok chưa? Rồi. Dạ em hiểu. Rồi đánh nhẹ nhẹ nhất có thể nha. Đẹp rồi, đẹp rồi. Rất tự hào. Rất tự hào à? Dạ, yeah, rất tự hào rồi. Trước giờ có vẽ chân dung chưa? Dạ, chưa. Chưa. Dạ. Lần đầu tiên vẽ như vậy con là tốt quá rồi. Bữa sau, càng ngày mình nâng cấp lên. Hồi nãy mình tô khối rồi đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ mình di khối. Đó. Ra phía ngoài nè, có vùng sáng nè. Là nhẹ nhẹ thôi nè. Thôi ta. Điểm nào mà tối là mình di mạnh mạnh hơn tí. Điểm nào sáng là mình di nhẹ nhẹ. Rồi. Ổn không? Dạ, em hết đây. Sức mình rồi. Hết sức mình hả? Vậy là rất hài lòng rồi. Rất hài lòng quá. Dạ. Xuất sắc. Được chưa? Trời ơi, tôi không ngờ. Ngoài ca nhạc sáng tác ra tôi còn có thể vẽ được một tấm hình như vậy nữa. Trời ơi, không nhờ sự hướng dẫn tài tình của Việt Mỹ. Bây giờ tấm hình nó đã trở nên mờ.
Nhưng mà anh ơi, mình phải nhớ nha. Mình phải nhớ là thôi làm rất nhiều cho mình. Cái này là không phải là khả năng của mình. Không phải đâu. Không, thầy làm cho mình cũng chỉ có khoảng 90% thôi. Đúng rồi, 10% là của mình. Bây giờ là rất ra dáng thầy rồi. Dạ, yeah, ra không? Dạ, và vẫn có một nét gì đó rất Quy Đình Vũ à. Tại sao mặt giống anh? Thì những người đẹp thường có những cái khuôn mặt tỷ lệ vàng giống nhau, em hiểu không? Ừ, có vẻ cũng không thoải mái lắm. Dạ. Rồi, nói chung là bức tranh thì tương đối ổn rồi ha. Dạ. Yeah. Về làm họa sĩ thì chúng ta cần thêm một quá trình luyện tập nữa, không phải là một ngày hai ngày mà tính bằng năm. Bởi vì cái công đoạn để tiến tới họa sĩ đôi khi Việt Mỹ cũng không có nhận mình họa sĩ, bởi vì ngày ngày luôn cố gắng khi nào mình mọi người họ công nhận thôi, chứ Việt Mỹ cũng không có công nhận mình kiểu họa sĩ xuất sắc gì hết. Dạ. Mình cứ làm hết đam mê mỗi ngày mỗi học tập. Rồi, buổi học ngày hôm nay từ quá trình mình phát thảo trì nè, mình vẽ tranh phong cảnh nè, đậm nhạc nữa. Đúng rồi. Vẽ chân dung nữa. Thì thấy Nguyễn Đình Vũ với Dung Chu thì rất là giỏi, rất là nhiệt huyết, rất là quyết tâm để học được cái nghề họa sĩ này. Dạ. Mình có thích cái vẽ tranh không? Rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, và còn ký tên nhỏ nhỏ lên trên đây nữa. Hiểu hả? Mình sẽ vẽ gần giống y chang. Dạ, giống y chang chính mình luôn. Dạ. Còn Dung Chu hả? Mà vẽ rất là tốt, rất là từ cái phong cảnh nè, rồi chuyển sang tới vẽ chân dung nè. Dạ. Trừ cái hình phát thảo ra. Cái hình phát thảo nó hơi... Không sao, phát thảo về ok. Before, không. After. Ồ, hợp lý nha. Dạ, trước học. Trong vòng 30 phút. Sau học. Đó, trước học, sau học, ra liền. Đó, mọi người thấy hay không? Hôm nay, Dung Chu thật sự là rất là vui. Khi em vẽ và tô màu, em không suy nghĩ gì hết, em chỉ là tập chung về vẽ thôi. Nên là em hết stress rồi. Wow. Giải tỏa năng lượng. Cái này là một tiêu chí của em. Wow. Dạ. Anh thấy bản thân anh khi vẽ được một bức tranh này, anh cảm thấy mình có một cái gì đó, có một cái nguồn năng lực rất là hay. Nhưng mà thật sự cũng phải công nhận được rằng là nhờ thầy Việt Mỹ rất nhiều để điều chỉnh lại nét, rất là nhiều thứ. Nhưng mà Vũ vẫn rất là hạnh phúc khi được cầm cây viết chì và vẽ được một cái bức tranh gần như đầu tiên trong cuộc đời là đẹp nhất của Vũ vẽ. Chứ thật sự lúc đầu Vũ vẽ, thầy Việt Mỹ là Vũ vẽ bên đây đó. Dạ. Em không có giấu được, đây là cái bức tranh đầu tiên của em vẽ đó. Được nha. Dạ. Rất là ngố ạ. Thầy Việt Mỹ có những cái, tức là có những cái tip, những cái mẹo và những cái thủ thuật vẽ rất là mới. Đúng rồi. Và Vũ cũng thấy được là thầy sẽ chấp nhận được những cái mới để trau dồi cho cái khả năng vẽ và truyền đạt được cho các bạn dễ hiểu nhất. Đúng rồi. Cảm ơn thầy Việt Mỹ rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Chương trình Sao Học Việt cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Quy Đình Vũ. Bài ấn chứ. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại. Anh ơi, quay. Xin bức tranh nha. Xin bức tranh. Xin bức tranh kỷ niệm. Xin bức tranh kỷ niệm nha.